Kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình thời sự trưa nay, thứ tư, ngày 28 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày hội hiến máu Sơn La ngàn trái tim hồng. Hội nghị trực tuyến về tiêu thụ sản phẩm nhãn và nông sản khác trong điều kiện tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại một số xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Sôi nổi các hoạt động của tuổi trẻ trong tháng 7 tri ân. Sau đây là nội dung chương trình. Sáng nay, Ban Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình vận động hiến máu Hành trình đỏ lần thứ 9 năm 2021 với chủ đề Sơn La ngàn trái tim hồng. Dự chương trình có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Phó trưởng ban tổ chức chương trình Hành trình đỏ, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố Sơn La, các tình nguyện viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Sơn La. Ngay sau chương trình khai mạc, trên địa bàn thành phố Sơn La đã có 1.000 người là cán bộ công chức viên chức, tình nguyện viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân thành phố tham gia đăng ký hiến máu. Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại chương trình được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo yêu cầu của Bộ Y tế. Chương trình Hành trình đỏ lần thứ 9 tổ chức tại Sơn La sẽ đẩy mạnh hơn nữa phong trào hiến máu của tỉnh, đồng thời kêu gọi các lực lượng trong xã hội tham gia hiến máu tình nguyện nhằm đáp ứng lượng máu trong cấp cứu và điều trị. Bằng tình cảm trách nhiệm với cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, lan tỏa mạnh mẽ, chia sẻ yêu thương đối với những người cần máu để duy trì sự sống và điều trị bệnh. Tại ngày hội được tổ chức tại thành phố Sơn La, ban tổ chức dự kiến sẽ tiếp nhận 600 đơn vị máu. Chiều ngày 27 tháng 7, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 huyện Vân Hồ. Cùng đi có lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Tài chính và huyện Vân Hồ. Báo cáo nhanh với đoàn công tác của tỉnh, trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ cho biết, từ trung tuần tháng 4 đến nay, trạm đã kiểm tra được trên 128.160 lượt phương tiện giao thông với trên 380.150 lượt người đi vào địa bàn tỉnh. Riêng trong ngày 27 tháng 7, trạm đã kiểm soát được trên 700 lượt phương tiện với trên 1.100 lượt người. Áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với 12 người, thực hiện test nhanh COVID-19 cho 123 người theo quy định. Đồng thời, tổ chức kiểm tra việc phòng chống dịch dành cho người điều khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông, khai báo y tế, lịch trình di chuyển của phương tiện và người vào địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 huyện Vân Hồ cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa công tác kiểm tra kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn tỉnh. Tăng cường thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, tiếp tục sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất tại trạm kiểm soát, đảm bảo không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, gắn với kiểm soát các tuyến đường tiểu ngạch, đường mòn, hệ thống đường thủy, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, khống chế, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Chiều ngày 27 tháng 7, tại Trung đoàn 754, tỉnh Sơn La đã tổ chức bế mạc Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ tỉnh năm 2021. Dự bế mạc có Đại tá Tô Quang Hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và 120 thí sinh là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, chính trị viên thuộc Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. Sau 2 ngày diễn ra hội thi, 120 thí sinh đã nỗ lực khắc phục thời tiết nắng nóng, hoàn thành xuất sắc phần thi chung, nhận thức về dân quân tự vệ bằng hình thức trắc nghiệm, thi bắn súng K54 bài 1 và phần thi dành cho từng đối tượng với các nội dung chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã phường chuẩn bị và thực hành lên lớp một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân cấp xã phường, tham mưu xây dựng và báo cáo kế hoạch tổ chức lực lượng huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 của cấp xã theo quy định, xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ xã phường. Đây là những nội dung thiết thực, gắn liền với thực tiễn công tác quốc phòng quân sự địa phương. Theo đánh giá của ban tổ chức hội thi, đội ngũ cán bộ dự thi đã quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, quy chế hội thi, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành các nội dung thi với quyết tâm cao nhất.
Kết thúc hội thi, giải nhất toàn đoàn được ban tổ chức hội thi trao cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Yên. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo 598 về tiêu thụ sản phẩm nhãn và nông sản khác trong điều kiện tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các huyện và thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến về tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nhãn năm 2021, đề xuất giải pháp đảm bảo tiêu thụ cơ bản sản phẩm nhãn và nông sản khác trong điều kiện tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, báo cáo phương án tổ chức đội xe vận tải hàng hóa trong điều kiện tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời thảo luận về dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện phương án hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình trong công tác sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm nhãn và nông sản khác năm 2021. Năm nay, sản lượng nhãn toàn tỉnh dự kiến đạt 112.000 tấn, diện tích nhãn được cấp mã số vùng trồng đạt 2.246 ha. Dự ước sản lượng nhãn được sản xuất tại các khu vực được cấp mã số vùng trồng đạt 21.989 tấn, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng phục vụ cho việc xuất khẩu quả nhãn sang thị trường Trung Quốc, Úc, Mỹ và một số thị trường khác. Sáng nay, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 về việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo quyết định số 1345 ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc với huyện Mai Sơn. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Mai Sơn đến ngày 27 tháng 7 chưa đạt so với dự toán tỉnh giao. Một số khoản thu chính đạt thấp như thu cấp quyền sử dụng đất đạt 47,1%, thu tiền thuê đất mặt nước 28,3%, thu cấp quyền khai thác khoáng sản 20%. Việc giải ngân thanh toán một số nhiệm vụ đã giao trong dự toán đầu năm và bổ sung trong năm còn chậm. Nguyên nhân được xác định là do dịch COVID-19 tác động tới hầu hết các doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn phải ngừng nghỉ kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp không có việc làm, không phát sinh doanh thu, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch, vận tải, sản xuất chế biến, kinh doanh các mặt hàng nông sản. Tổ công tác số 3 của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tập trung thảo luận cho ý kiến về tình hình triển khai giải ngân vốn đầu tư, những khó khăn vướng mắc triển khai thực hiện trên địa bàn đến thời điểm hiện tại. Ngày 27 tháng 7, đoàn kiểm tra xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Sơn La năm 2021 đã kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới tại xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Mường Bằng đã huy động được 9 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp được 4,2 tỷ đồng và trên 15.000 ngày công lao động, xóa được 27/37 nhà tạm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng một người một năm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tính đến tháng 7 năm 2021, xã đã đạt 13 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, còn 6 tiêu chí chưa đạt, gồm giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm. Tại cuộc làm việc, đoàn kiểm tra của tỉnh và huyện Mai Sơn đã phân tích đánh giá những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành, trong đó có việc sắp xếp bố trí nguồn vốn để xây dựng đường giao thông, trường lớp học để đạt chuẩn. Đặc biệt là thực hiện tiêu chí số 15 về y tế, số người tham gia bảo hiểm y tế mới đạt trên 25%. Để phấn đấu đưa xã Mường Bằng về đích nông thôn mới cuối năm nay, đoàn công tác của tỉnh yêu cầu cấp ủy chính quyền huyện Mai Sơn và xã Mường Bằng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cán bộ công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đề ra các giải pháp quyết liệt để thực hiện đối với các tiêu chí chưa đạt, đảm bảo phù hợp với thực tế của địa phương. Ngày 27 tháng 7, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Nhai cùng lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của huyện đã có cuộc làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Mường Rôn để kiểm tra, nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Trong 6 tháng đầu năm, xã Mường Rôn đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tổng diện tích gieo trồng đạt 932,8 ha, đạt 98,47% kế hoạch năm, tăng 77,29 ha so với cùng kỳ năm 2020. Chăn nuôi tiếp tục được duy trì và phát triển. Về tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hiện xã Mường Rôn đã đạt 13 trên 19 tiêu chí. Phần đầu đến cuối năm 2021, Mường Rôn sẽ về đích nông thôn mới. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,
Trong thời gian còn lại của năm, xã Mường Rôn cần đặc biệt chú trọng động viên nhân dân tích cực chăm sóc cây dứa, đảm bảo theo đúng quy trình kỹ thuật của công ty Đồng Giao, tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký trồng cây quế thay thế các cây trồng kém hiệu quả, đăng ký hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội để xây dựng Mường Rôn đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2021. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện đã thăm hỏi, tặng 4 suất quà cho 4 hộ gia đình thương bệnh binh trên địa bàn xã. Ngày 27 tháng 7, Hội Cựu chiến binh huyện Mai Sơn phối hợp với Chi hội Cựu chiến binh Chi cục thuế Mai Sơn Yên Châu đã tổ chức thăm tặng quà các thương binh nạn nhân chất độc da cam ở tiểu khu mùng 3 tháng 2, xã Cò Nòi nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đoàn đã trao tặng quà cho ông Vũ Xuân Hải, nạn nhân chất độc da cam và thương binh Đỗ Bá Ngữ cùng chú tại tiểu khu mùng 3 tháng 2 xã Cò Nòi, mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng. Đây là dịp để Hội Cựu chiến binh huyện Mai Sơn và Chi hội Cựu chiến binh Chi cục thuế Mai Sơn Yên Châu bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của các thương binh, nạn nhân chất độc da cam đã cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của dân tộc. Động viên các gia đình thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nêu gương sáng, động viên con cháu thi đua lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quê hương Mai Sơn ngày càng giàu đẹp. Chiều ngày 27 tháng 7, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang nhà tù Sơn La và nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã dâng hương, dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của đất nước. Đây là hoạt động thường niên của lực lượng công an tỉnh Sơn La, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc đối với thế hệ cha anh đi trước, không ngừng phấn đấu rèn luyện trong công tác học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, trong những ngày tháng 7 lịch sử này, tuổi trẻ huyện Mường La đã tổ chức nhiều hoạt động với những việc làm, hành động có ý nghĩa sâu sắc đối với các thương, bệnh binh, thân nhân, các liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các hoạt động trong tháng tri ân năm nay được Ban Thường vụ Huyện đoàn Mường La thay đổi cách thức tổ chức nhằm đảm bảo an toàn, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Huyện đoàn Mường La phối hợp cùng Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện đã đến thăm tặng quà cho 3 gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn là ông Lò Văn Chính, tiểu khu Ít Bon, ông Cầm Văn Thiện, tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong và ông Lò Văn Đản, bản Lứa Trò, xã Pi Tong. Gia đình tôi và bản thân tôi rất cảm ơn cấp trên mong muốn tuổi trẻ của huyện Mường La càng ngày càng vươn lên cố gắng. Các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn tiếp tục được huyện đoàn Mường La tập trung triển khai đến hết tháng 7, với điểm nhấn là lễ thắp nến tri ân được đồng loạt tổ chức tại tất cả các nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trong toàn huyện vào tối ngày 26 tháng 7. Ban Thường vụ huyện đoàn đã chỉ đạo các đoàn cơ sở trên đoàn trực thuộc tổ chức cao điểm các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Qua các hoạt động này thì chúng tôi mong muốn là giáo dục cái đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, cũng như là ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc học tập, cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển khai các hoạt động chăm sóc phụng dưỡng mẹ liệt sĩ, tuổi trẻ huyện Mường La đã thăm hỏi, tặng 71 suất quà với tổng trị giá 26 triệu đồng cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân cũng muốn đóng góp công sức của nhỏ bé của mình để chăm sóc, tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn khơi gợi lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc để ngày càng có nhiều hoạt động, phong trào như đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn ngày càng ý nghĩa và thiết thực hơn. Những hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ trẻ hôm nay luôn được các chi đoàn phối hợp duy trì tổ chức thường niên. Hàng năm vào tháng 7, nhân dịp tri ân thì Ban chấp hành chi đoàn trường tiểu học trung học cơ sở Trình San đều phối hợp với bên đoàn xã Trình San để thực hiện các cái hoạt động như là đi chăm sóc, dọn dẹp khu nghĩa trang liệt sĩ xã Trình San này và đi thăm các gia đình chính sách cũng như là các gia đình có công với cách mạng. Các chuỗi hoạt động ý nghĩa trong tháng 7, tháng tri ân thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với các thế hệ đi trước,
qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện phong trào tình nguyện hè năm 2021, Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, phát huy sức trẻ và thể hiện lòng biết ơn, uống nước nhớ nguồn tại xã Mường Sai, huyện Sông Mã. Để thể hiện lòng biết ơn đối với cha ông đã hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc, Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi và tặng quà động viên các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Mường Sai, huyện Sông Mã. Đến thăm các gia đình, các đồng chí trong đoàn đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công đã cống hiến một phần xương máu cho độc lập tự do của dân tộc. Gia đình được đoàn Viện Kiểm sát tỉnh đến thăm hỏi và tặng quà thì gia đình rất là vui và phấn khởi và rất cảm ơn. Với sức sáng tạo năng động và sự nhiệt huyết để tiếp bước em đến trường, Chi đoàn còn làm và tặng sân chơi trẻ em cho điểm trường khu Bản Ỏ, xã Mường Sai, huyện Sông Mã với trị giá hơn 14 triệu đồng. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa đối với nhà trường, đặc biệt là các em nhỏ có sân chơi lành mạnh, bổ ích. Nhà trường rất là vui mừng phấn khởi và từ đây là các cháu được vui chơi, được học tập và được trải nghiệm dưới cái một ngôi trường lành mạnh và an toàn. Thì rất là cảm ơn đoàn đã tạo điều kiện và giúp cho cô và trò nhà trường có một sân chơi đầy ý nghĩa và bổ ích. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La là đơn vị đỡ đầu của xã Mường Sai. Trong thời gian qua, xã Mường Sai luôn nhận được sự quan tâm động viên từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, đặc biệt là chi đoàn của viện đã thăm hỏi, tặng khẩu trang y tế và nước sát khuẩn phòng chống dịch cho xã, tuyên truyền vận động tổ chức các buổi hoạt động cho bà con như tuyên truyền về luật hôn nhân gia đình, luật quản lý đất đai, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tạo sân chơi cho các em học sinh mầm non và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Trong thời gian tới này cũng mong muốn rằng là lãnh đạo viện kiểm sát với cả các cái tổ chức đoàn thể, nhất là viện chi đoàn của viện kiểm sát sẽ thường xuyên quan tâm, nhất là tạo cái sân chơi bãi tập cho các cháu và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại xã để nâng cao cái trình độ hiểu biết của bà con nhân dân. Bằng những hoạt động ý nghĩa thiết thực, Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La đã phát huy được sức trẻ, tinh thần năng động sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua của thanh niên đối với đơn vị, giúp cho quê hương, đất nước ngày một phát triển hơn. Nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, huyện đoàn Thuận Châu phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã tổ chức trao tặng quà cho các hội viên hội nạn nhân chất độc da cam của huyện. Bày tỏ sự cảm thông chia sẻ đối với những khó khăn mà các nạn nhân và gia đình các nạn nhân chất độc da cam dioxin đang phải gánh chịu, huyện đoàn và Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã trao tặng 27 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho hội viên hội nạn nhân chất độc da cam dioxin. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chung tay chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện. Chiều ngày 27 tháng 7, Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La đã trao tặng 15 bộ máy vi tính cho Trung tâm Y tế thành phố để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việc trao máy vi tính cho Trung tâm Y tế thành phố trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp có ý nghĩa rất thiết thực, bởi qua đó sẽ giúp Trung tâm Y tế thành phố nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý, cung cấp đầy đủ thông tin, kịp thời chính xác đối với các hoạt động chuyên môn. Cũng trong dịp này, Agribank chi nhánh tỉnh Sơn La trao tặng 10 triệu đồng ủng hộ Trung tâm Y tế thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thông tin trên đã khép lại chương trình thời sự trưa nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 24-30 độ, thành phố Sơn La 23-30 độ, Mường La 25-33 độ, Mai Sơn 22-30 độ, Yên Châu 24-31 độ, Sông Mã 24-33 độ, Bắc Yên 22-30 độ, Phú Yên 24-34 độ, Mộc Châu 21-29 độ, Sóc Cộp 24-33 độ, Vân Hồ 21-29 độ, Thuận Châu 24-30 độ.